chuyện gì khó đã có má tôi lo. Má ơi, chuyện gì to má phá cho nhỏ nhỏ xí xiu à, chuyện gì nhỏ thôi má bỏ qua. Chuyện người ta kêu má người ta qua, má là phụ nữ chứ má chẳng phụ ai. Má mà số 2 thì chẳng ai số 1. Má tôi number 1. Má là trụ cột, má là nóc nhà, má là siêu nhân, má là má của tôi. Má lo, chuyện gì không có má lo. Má lo, chuyện gì không có má lo. Biết bao đắng đo, bồn bề cuộc sống trăm mối lo. Nếu quá khó khăn thì về giúp má cho bất căng. Má của tôi là bà tiên yêu dấu quá. Má của tôi trong tay như có phép màu, chẳng quan tâm chuyện nhỏ hay to. Vì bên con có má đây rồi. Có má rồi. Má lo, chuyện gì khó có má lo. Má lo. Má lo, chuyện gì khó có má lo. Biết bao đắng đo, bồn bề cuộc sống trăm mối lo. Nếu quá khó khăn thì về giúp má cho bất căng. Má của tôi là bà tiên yêu dấu quá. Được à. Má của tôi trong tay như có phép màu, giữ thần ngon. Chẳng quan tâm chuyện nhỏ hay to. Vì bên con có má đây rồi. Dù con vấp ngã, má đỡ con lên. Dù con sai đường, má vẫn bên con. Nhanh nha bà Sáu, tôi còn đi làm nữa đó. Lẹ nha. Gì vậy? Ông Chính, tôi nghĩ kỹ rồi. Tôi với ông sống với nhau cũng mấy chục năm. Tôi hay la mắng ông thiệt, nhưng trước giờ chưa làm gì lừa dối ông. Nay ông lại có nhân tình sau lưng tôi, coi như cạn kiệt tình nghĩa. Tôi cũng chẳng níu kéo ông để làm gì. Tôi không thể sống chung với người hai lòng với ông được nữa. Vì vậy tôi quyết định sẽ giải thoát cho ông, cho ông tự do đến với cô mến kia. Đơn ly hôn tôi cũng viết và ký tên rồi. Có gì chúng ta gặp nhau tại tòa. Ly hôn. Ly hôn hay thiệt. Văn vẽ nè, hẹn gặp nhau tại tòa. Tôi có chút xíu tình cảm ở ngoài thôi, chưa nghĩ tới chuyện ly hôn. Vậy mà bà muốn ly hôn. Ly hôn. Sao thất tha thất thiểu dữ vậy? Tìm được thím nó chưa? Hay là tìm tôi? Bà bỏ nhà đi rồi. Rồi bây giờ bà bỏ cái đơn lại, bà bắt còn đòi ly hôn với tôi nữa. Thì đúng rồi. Có người đàn bà nào mà chịu đựng nổi? Chồng á có tình nhân trẻ ở ngoài, ai mà chịu nổi không? Đó, tôi nói với chú rồi, chú đâu có chịu nghe tôi đâu. Lằng nhằng à. Bây giờ hậu quả rồi đó, thấy chưa? Hậu quả gì đâu cô ơi, không có vợ này á thì mình có vợ khác. Dạ. Chú cũng hay thiệt đó nghe chú Chính. Vợ mới vừa bỏ đi á là rước người mới về liền hà. Đâu cần phải rước đâu cô, cái này là con đường đường chính chính qua đây mà. Thôi tôi rối lắm rồi, cô về mà tôi cái đi. Anh rối ở chỗ nào á thì mình gỡ ở đó, có gì đâu mà anh phải lo. Thôi, đi chỗ khác đi, tôi thấy chướng mắt quá. Đi chỗ khác đi. Cô làm sao á? Con có làm gì đâu mà cô chướng mắt. Thứ gì? Anh Chính.
sao cô không về để cô đi theo tôi hoài vậy? Em đi theo để vô nấu cơm cho anh ăn chứ làm chi. Trời ơi, cô mà làm gì? Trời, một số người ta dị nghị chắc chết tôi luôn á. Em nói á, sợ chắc là anh không có tin đâu. Hồi tối hôm qua á, vợ anh mới tới tìm em á. Cái gì? Vợ tôi tới tìm cô? Ừ. Ô chị ơi. Dạ. Chị ơi. Chị có chuyện gì từ từ chị Sáu ơi. Mình kiếm cách được không chị? Hết cách rồi. Chị ơi, nhiều cách lắm chứ không phải có một cách đâu, tại do mình không có tìm thôi á chị Sáu. Nói cái gì vậy? Ơi chị ơi. Chị ạ. Dạ. Chị ơi chị bình tĩnh. Chị, cái này á mà nó mà trúng chừng một giọt thôi là má em nhìn em không ra luôn á chị. Cô ngồi đi, tôi muốn nói chuyện với cô. Dạ thôi, không ngồi được đâu. Ngồi đi. Không ấy, tụi đứa chai đó em cầm được không? Ngồi đi. Dạ. Để em làm ăn á, em cũng muốn bị người ta gạch mặt đâu chị. Chị Sáu, em năn nỉ chị. Em có làm gì đâu. Chị Sáu, tờ giấy này gạch mặt được cô hả? Tờ giấy này giết được cô hả? Ừ. Dạ. Ngồi xuống đi, tôi muốn nói chuyện đàng hoàng với cô. Mặc dù tôi mang tiếng hung dữ. Dạ. Nhưng tôi không có muốn hung dữ với cô. Ngồi đi. Dạ. Dạ thôi. Em đứng đây nói chuyện chị được rồi. Đọc đi. Nội tạng động vật, cá lấu, bánh hỏi, lòng heo, cháo lòng, mề gà xào. Ủa, chị ơi, em làm thợ làm tóc với làm móng chứ em đâu có phải là thợ nấu ăn đâu. Tôi biết, nhưng mà đó là những món ăn chồng tôi bị dị ứng. Và những món ăn chồng tôi thích ăn ở trong đó tôi có ghi hết. Ủa là sao? Là tôi sẽ đi xa. Tôi nhờ cô chăm sóc chồng tôi được không? À, dạ. Dạ. Cái gì vậy? Thật sự tôi muốn quýnh cô dễ lắm. Mà tôi là một người phụ nữ hiện đại, đánh ghen để làm gì? Tự nhiên vì một người đàn ông đánh ghen. Khi mà mình hết yêu thương rồi mình giành giật để được cái gì cũng chẳng có hạnh phúc. Dạ. Hiểu không? Dạ, em hiểu. Hiểu chưa? Dạ. Cho nên giờ tôi mời cô ngồi. Dạ thôi em đứng được rồi. Ngồi đi. Để cái chai đó. Về nhậu. Ủa vậy thì ra cái này là cô đi xa quá, bớt tưởng tượng lại đi. Vợ tôi nói vậy luôn á hả? Đúng rồi, chị nói vậy cho nên bữa nay em mới đi qua đây chứ bộ. Mà nè, làm gì thì làm, sức khỏe vẫn là quan trọng nhất. Thôi đi vô trong đi, em nấu cơm cho ăn. Bà về rồi đó hả? Bà nào? Mến nè chứ bà nào. Mến mua đồ ăn sáng qua cho chín nè. Ê trời ơi. Mến mua... nha. Ở trong nhà đói quá, tính chạy ra ăn bánh bèo mà.
Mệt quá đi. Mai mốt á, có muốn ăn cái gì á thì cứ việc gọi điện thoại cho Mến, Mến đem qua cho. Với lại nè, đừng có ngại gì hết trơn á. Bây giờ Sáu đi rồi, đâu có ai ở nhà lo mấy cái chuyện cơm nước cho Chính đâu. Chính cứ việc cần gì á thì cứ nói với Mến. Mến chạy đi qua đây hả, Mến nấu nướng còn không thấy hả, chạy đi ra ngoài mua. Bây giờ dễ lắm, muốn ăn cái gì cũng có hết trơn á. Trời ơi, bây giờ ăn đi nha. Ăn đi cho nó nóng. Nói nghe nè, đừng có buồn nữa. Giờ Sáu đi thì cũng đã đi rồi, còn Mến ở đây mà. Thật ra thì cái chuyện của tụi mình á, giờ người ta suy nghĩ gì kệ người ta đi. Còn cái chuyện tụi mình có đến với nhau được hay không á, thì sau này tính sao. Mà lỡ như á, mà hai đứa mình đến với nhau được á, thì lúc đó Chính mua cho Mến chừng cái nhẫn hộp sòn nhỏ nhỏ thôi là được rồi. Trời đất ơi, bây giờ Chính có tiền đâu mà hộp sòn với lại hộp lụ. Nhưng mà Chính với Sáu cũng chưa có ly hôn mà. Thì đó, hồi nãy giờ Mến nói rằng là lỡ như mà hai đứa mình đến với nhau được mà, chứ có nói là ngày mai là phải đi ra mua cho Mến cái nhẫn hộp xoàn đâu. Thôi ăn đi, để không thôi lát nó nguội bây giờ á. Thiệt sự là đó giờ chưa bao giờ nấu ăn cho ai hết á. Mà Mến tìm hiểu kỹ lắm đó nha. Mến biết là Chính rất là khó ăn luôn. Cho nên là Mến đi lại chỗ này mua cháo xong nha, Mến về là Mến phải nêm nếm lại cho hợp với khẩu vị của Chính luôn á. Hợp khẩu vị lắm đúng không? Ăn nhiều vô nha, ăn hết cái đó đi rồi lấy thêm cái nữa ăn. Mến mua nhiều lắm. Trời ơi, cơm chiên nữa hả? Trời phớ trứng nữa. Ê nè, tôi đề nghị nha bà, không mấy hai chồng mình đi ra ngoài ăn hủ tiếu hay phở, uống cà phê, ngồi ngắm trời ngắm đất cho vui nha. Phải rồi, bây giờ ông chán cơm ông thèm phở rồi đúng không? Cà phê ở nhà không muốn uống, muốn uống cà phê đèn mờ hay cà phê chòi đúng không? Thôi bà cứ hay tự suy diễn quá. Nè giờ tôi ăn cơm ở nhà nè, vừa lòng bà chưa? Ăn đi, phần của ông á, bữa nay tôi chiên hai cái trứng đó. Ông, tôi thấy vậy nè, mình ăn uống tiết kiệm lại để dành tiền cuối tháng á, mình mua đồ ăn gì ngon ngon gửi vô cho thằng con. Ăn đi. Sao vậy? Ngon quá hả? Hợp khẩu vị với Chính lắm đúng không? Trời đất ơi, ở chỗ này á, cháo người ta bán là mấy chục năm rồi, đời này qua đời kia luôn. Nhưng mà Mến nghĩ á, hợp khẩu vị của Chính là nhờ Mến về Mến nêm nếm lại, xong rồi ở trong đó có một cái chút tâm tư của Mến trong đó cho nên mới ngon vậy đó. Mà đặc biệt nha, hồi nãy hả, Mến mua quá trời lòng luôn. Nào là gan nè, phèo nè, rồi phổi nè, rồi bao tử nè. Ở chỗ đó hả, người ta bán mấy cái đó tươi ngon dữ lắm. Gì vậy? Sao? Ngon quá hả? Ngon quá không nói lên lời luôn hả? Dị ứng. Dị ứng gì? Đổ nội tạng. Cái gì? Dị ứng đồ nội tạng hả? Chết, chị Sáu có dặn là anh Chính không được ăn nội tạng động vật. Chết cha rồi. Xin lỗi. Trời ơi, bây giờ sao giờ anh Chính? Bây giờ Mến có ý này nè, không ấy Mến vớt hết mấy cái lồng này ra, xong rồi cái Chính ăn cái cháo không nha. Được. Mến để cho Chính tự cứu mình được rồi. Chắc Mến về trước đi. Nhưng mà cái này Mến không có cố ý đâu. Chính biết rồi, thôi. Mến cứ về trước. Mọi cái đây một lát Chính tự lo. Vậy giờ cháo này sao? Không sao đâu. Một lát cũng có người ăn mà. Thiệt không? Dạ thiệt. Không ấy giờ Mến đem về Mến nấu lại nha. Được rồi. Đừng để lâu, nó ngấm lẹ lắm. Đi. Vậy thiệt là không sao không? Dạ thiệt không sao. Vậy Mến về nha. Dạ. Có gì gọi điện cho Mến liền nha. Dạ có gì gọi. Cái này có ăn mề gà được đâu mà gấp. Ăn vô rồi bị dị ứng nữa. Nay thấy bà xào ngon quá, không biết cái gì, tính gấp ăn thử miếng. Nói đầu ngay cái mì gà này người ta cho tôi. Rồi tôi lấy tôi xào mướp ăn. Ông ăn trứng đi, đừng có ăn mì gà. Mì gà để tôi ăn. Ông ăn vô rồi dị ứng rồi lo gãi nữa. Tính sao? Tính gãi rồi khỏi rửa chén cho tôi hay sao?
ăn đi. Ừ. Cái gì vậy? Dễ nè. Ăn đi. Ăn hết đi đừng chừa tôi ăn cái này được rồi. Ừ rồi, vậy được. Chị của bà mới biết từng thói quen của tôi thôi. Không biết giờ này bà đang ở đâu. Ủa, anh Chính, bữa nay anh khỏe rồi hả? À, đi vô đây đi, em gọi đầu massage cho nó khỏe. Dạ được, được Mánh. Sao thật vậy? Ra thì hôm nay tôi qua đây là tôi có chuyện muốn nói với Mến. Ủa chuyện gì vậy anh Chính? Chuyện nó cũng hơi khó nói mà tại vì... Trời ơi, giữa hai đứa mình có gì đâu mà khó nói. Anh có nói gì á, Mến nghe. Thật lòng thì... Ý tôi muốn nói là... Trời ơi, cái gì mà áp áp úng vậy? Hồi nào giờ á, qua đây á, nói chuyện tâm sự với Mến, cái gì Mến cũng nghe hết trơn á. Bây giờ có chuyện gì cứ việc nói. Có cái gì khó nói dữ lắm hả? Thật lòng thì thời gian qua tôi cũng muốn cảm ơn Mến đã thông cảm và chia sẻ với tôi. Nhưng mà tôi nghĩ là bây giờ thì... Thì cái gì? Chắc để tránh cho sự hiểu lầm nữa đó. Thì chắc Mến... Sau này chắc Mến khỏi cần qua gặp tôi nữa. Ủa sao vậy? Ủa? Hay là có khi nào chị Sáu về rồi không? Bà bỏ đi biệt tích rồi kiếm không ra được luôn. Chưa về luôn hả? Nhưng mà trước đây thì... Thật sự là thời gian qua tôi cần một người bạn tâm sự chia sẻ những khi mà tôi có cái chuyện gút mắt ở trong lòng. Nhưng mà bây giờ thì tôi nghĩ rằng tôi muốn tôi với lại Mến thì đừng có tiến xa hơn nữa. Tại vì sau khi bà Sáu bỏ đi thì tôi cảm thấy mất mát rất là nhiều. Và tôi hối hận vì đã lừa dối bà. Nhất là trong cái chuyện mình tâm sự chia sẻ như vậy nữa. Mến hiểu rồi. Nếu mà Chính muốn vậy thì Mến sẽ làm theo. Ơi, ông Chính ơi, ông nói thiệt không vậy? Tự nhiên trả phòng mà. Nè, nói trước nghe, trả phòng là mất cọc uổng lắm à. Biết là uổng rồi. Tiếc cũng tiếc lắm. Nhưng mà ông cũng biết rồi đó. Chứ giờ chỗ này làm sao tôi ở được nữa. Ê, ông Chính. Vậy? Ông nói cái ý ông vậy là ông chê phòng tôi hay sao vậy? Trời ơi, giờ phút này ông còn giỡn với tôi nữa. Chê cái gì mà chê? Chê thì tôi đâu có ở đây. Mà ý tôi nói là tôi với bà Sáu á, kỷ niệm văn đầy cái khu vực này á, cho nên là không có ở được. Thì cũng tại ông thôi, có không biết giữ, mất ráng chịu. Thì tôi biết rồi. Như tôi nè. Bây giờ á, bà nữ bà thương tôi ha, là tôi chụp bà, tôi ôm bà, tôi giữ bà luôn á, không bao giờ buông. Còn có lại lần thứ hai không? Còn không? Tôi bây giờ là vô phương rồi. Mấy nay tôi kiếm bà, tôi gọi bà liên tục mà. Bây giờ máy cũng phá luôn, bây giờ biết bà đâu mà tìm. Cũng căng quá ha. Bởi ủa rồi cái con nhỏ cô bồ gì mà mến thương gì của ông đâu? Tôi lại ông luôn á. Ông còn đổ dầu vô lửa nữa. Bồ đâu mà bồ. Cái đó là bạn, bạn tâm tình, tâm giao thôi. Có nghĩa là có cái chuyện gì thì tâm sự với nhau thôi. Chứ bồ gì trời ơi, dứt khoát hết rồi. Cái chính là bây giờ nè, tôi phải đi về quê thôi. Tôi phải đi kiếm bả thôi. Rồi mai mốt có chuyện gì đó mình tính tiếp chứ sao giờ. Thôi thấy hoàn cảnh ông cũng tội, mà thôi cũng kệ. Giờ tôi biết sao giờ. Cái nguyên tắc của tôi là vậy. Cái dọn phòng mà không có đúng hợp đồng là tôi mất cọc thôi à. Chết. Ông thấy không? Hả? Tôi bây giờ tâm thần nó giống như nó hoang tưởng. Ở đâu tôi cũng nghe cái giọng bà văng vẳng đi. Bữa nay tôi nghe giọng bà rền rền hoài. Không biết bà đâu.
Trời ơi, quan vãn gì, bà đứng sau lưng ông mà kêu ông kìa. Trời đất ơi, thiệt luôn hả? Ủa? Trời đất ơi, bà ở đâu hả bà? Như người gặp ma vậy, quản hồn là sao? Bà khỏe không bà? Khỏe ru. Ủa, bà không bỏ tôi nữa hả? Bỏ, nhưng mà bỏ đi đi vô nhà tôi ở bà hổm rài đó. Trời ơi, thím sao, đứng lại. Trời ơi, giờ này mà thím kéo vali đi đâu vậy? Chị nữ à, em không thể sống chung với một người bội bạc như ông Chính. Và em cũng không thể nào đuổi ổng đi. Chứ em không nghe lời chị đâu. Cho nên, em phải là người ra đi. Thôi, trời ơi, đứng lại đi, đi cái gì mà đi. Một thân một mình lang thang đâu giờ này, nguy hiểm dữ lắm. Với lại lẽ nào mấy chục năm sống chung với nhau rồi thím không còn tình cảm với chú hay sao? Thì đó, mấy chục năm sống chung, không lẽ bây giờ nói dứt là dứt được? Nhưng mà bây giờ ông có nhân tình rồi, em phải rút lui thôi. Thôi rút lui cái gì mà rút lui. Nếu như sau này á chú nó hối hận á thì thím có tha thứ được hay không? Để tha thứ phải cần thời gian, còn ông có hối hận không? Nhưng mà bây giờ em không thể nào sống chung với một người bội bạc như ổng. Rồi ổng cứ tơ tưởng người khác, ổng lén lút sau lưng em, sao em chịu được hả chị nữ? Tôi thì cũng đã nói hết lời rồi. Bây giờ tôi có cách này nè, để xem coi thím làm được hay không. Cách gì chị? Được không? Vậy mấy bữa nay tôi cứ nghe cái giọng bả văng vẳng ở đây. Tôi tưởng đâu là nhà hồn ma bóng quế hay gì. À, không phải, tưởng là tôi đang nằm mơ giữa ban ngày. Ông ảnh làm gì? Ông không nghe giọng tôi, ông mừng gần chết. Để em có thời gian tò tí te với nhỏ mến đó. Trời ơi, tò tí gì nó bà ơi, dứt khoát rồi. Cuộc đời của tôi bây giờ là chỉ có một mình bà thôi à. Bà nhớ ngày xưa tôi với bà mới gặp nhau hay hát không? Chim quyên quậy ấy, ăn trái. Thôi. Bài tôi hát dở mà hát hoài. Thôi, hổm rài á, thím cũng theo dõi chú nó. Dạ. Cũng biết hết rồi. Thôi, tha cho chú nó đi thím ơi. Mến hiểu rồi. Nếu mà Chính muốn vậy thì mến sẽ làm theo. Bà ơi, bà tha lỗi cho tôi nha bà. Rồi giờ sao? Hai người sao rùng sùng quá à. Bây giờ có ở hay không tôi biết, tôi cho người ta mướn kìa. Trời ơi anh này kỳ ghê, ta đang ở mà mướn cái gì? Hả? Vậy là bà tha thứ với tôi hả? Là không có dọn đi. Vậy được rồi, không có trả phòng. Nhưng mà phải hứa với tôi là từ đây về sau không được lăng nhăng đó. Ông mà lăng nhăng hả tôi bỏ đi biệt tích luôn, khỏi tìm luôn á. Bây giờ đi qua nhà chị nữ gom đồ về cho tôi. Nhanh. Trời ơi, hai cái người này lãng ghê vậy. Quê lại với nhau rồi cái xách nhau đi, không cảm ơn cái miếng gì chân trời. Vô ơn bạc nghĩa ghê. Tình. Trời, đất ơi quỷ già. Làm gì tự nhiên ủi vào người tôi vậy? Ủa, con nữ đi đâu vậy? Đi về bán chứ đi đâu? Được, tôi qua ăn nữ. Cái gì? À, không, ăn hủ tiếu. Vô duyên. Dám vô shop này chọn là gan lắm rồi. Chết chứ tao. Anh chọn đâu? Anh trộm đâu? Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Mình phải đoàn kết thì mới có sức mạnh. Đúng vậy, đoàn kết là sức mạnh. Chúng ta sẽ có sức mạnh chống lại bọn xấu xa. Sao tự nhiên nhìn tôi? Vô tình thôi. Trộm đâu? Trời ơi, tự chạy ra đây làm chi vậy? Tôi bắt ăn trộm. Bắt cái gì mà bắt? Nhiệm vụ của ông là phòng thủ ở trong kia. Ông chạy ra đây rủ tụi nó quánh nhau rồi gãy xương ông sao? Vậy tôi vô lại hả? Đi vô. Trời đất ơi, gì đó thiệt.
giờ này mà nó ngủ.